Đi làm than đá, có múc xốp, rơm rạ, bông gòn, là múc xốp nhuyễn để tạo hiệu ứng tuyết bên ngoài than đá, cỏ xanh. Những thứ này mua rất là dễ ở các hiệu sách. Đây là súng bắn keo, rồi có hồ dán và băng keo, hay mặt băng keo trong được. Thùng xốp và thùng cắt tông, tận dụng những cái đồ dùng trong nhà này để làm than đá, bộ tường gia đình đánh gia. Bộ tường này thì được làm bằng polymer, hạn chế được cái khả năng bị bể. Bộ tường này thì mình chọn ở nhà sách Đức Mẹ, ở nhà thờ Dòng Chúa, cụ thể ở Đường Kỳ Đồng ở quận 3. Bộ tường cũng nhìn rất là đẹp. Đây là cuộn giấy ráp xi măng dùng để tạo cái hình dáng bên ngoài của hang đá. Về phần trang trí thì mình cần phải mua dây điện, bóng đèn led đủ màu và điện trang trí để tạo cái sự lung linh cho hang đá. Chai sơn xịt này để cái màu xám xi măng để tạo cái màu đá cho cái hang đá. Đây là giấy lá thông dùng để trang trí bên ngoài hang đá. Bắt đầu thực hiện thôi nào. Múc xốp thì mình cắt ra để tạo cái khung chính cho hang đá. Sau đó dùng súng bắn keo để kết dính cái múc xốp này vào cái thùng giấy cạc tông. Cái súng bắn keo này cũng dùng cũng rất là ok. Múc xốp và dính vào cái thùng giấy rất là chắc chắn. Đây là hình dáng ban đầu của cái hang đá. Thì sau khi tạo hình dáng ban đầu xong thì mình sẽ dùng giấy ráp xi măng để bao bên ngoài cái khung múc xốp này để tạo ra cái hình dáng của hang đá thôi. Cũng rất là đơn giản và dễ làm. Giấy ráp xi măng thì mình vò nát để tạo cái bề mặt gồ ghề giống như đá tự nhiên ở bên ngoài. Mình dùng giấy ráp để bao xung quanh cái thùng giấy phía dưới. Còn phần xốp ở trên đó thì mình dùng một cái mảng giấy lớn vò nát, sau đó là ốp bên trong và bên ngoài của cái phần múc xốp bên trên để tạo cái hình dáng của hang đá. Dùng súng bắn keo và băng keo hai mặt để kết dính cái giấy ráp vào cái múc xốp. Vậy đây là hình dáng của hang đá cơ bản được hoàn thành. Thì mình cũng luôn dây điện
Để đi dây đèn trang trí vào bên trong của hang đá. Đây, vị trí của hai chuôi cắm đèn led. Hang đá này thì thực hiện cũng rất là đơn giản và dễ làm. Mọi người có thể tùy ý làm theo ý mình thích. Thì bây giờ sẽ sơn cái hang đá cái màu xám xi măng để cho nhìn đẹp hơn chút. Sơn ở trong và ngoài luôn. Phía sau này thì đã cái lồn dây điện vào đây rồi. Sơn xong một sau đó là sẽ decor trang trí. Xong. Ok, xong rồi. Sơn thì đây là thành quả. Hang đá có màu xám xi măng như thế này. Giờ sẽ trang trí thêm đèn, cỏ, rơm, tuyết, cỏ xanh, cỏ khô. Theo là tới phần trang trí cho hang đá. Mình dùng rơm rạ và bông gòn để trang trí phần bên trong của hang đá. Ngay chỗ chúa hai đồng nằm thì mình sẽ rải thêm cỏ xanh để tạo ra cái màu sắc bắt mắt cho hang đá. Về phần ánh sáng thì mình cũng gắn hai cái bóng đèn led màu vàng để tạo sự ấm cúng, và một cái bóng đèn led nhiều màu để cho hang đá thêm phần lung linh. Trang trí bên ngoài hang đá thì mình gắn một cái ngôi sao ở trên cái đỉnh của cái hang đá. Xung quanh thì mình quấn thêm dây lá thông kèm theo đèn trang trí. Có thể dùng bằng keo hai mặt để cố định cái dây lá thông này. Đèn trang trí được quấn xung quanh ngôi sao và dây lá thông. Tiếp theo mình sẽ dùng hồ nhám và mút xốp nhuyễn để tạo hiệu ứng tuyết bên ngoài của hang đá. Mình sẽ chét cái phần hồ nhám ở trên mặt bề mặt của hang đá, sau đó là sẽ rắc cái tuyết nhuyễn lên thôi, cũng dễ làm. Thì mình sẽ
thoa một lớp hồ lên bên ngoài của thanh đá, mình sẽ rất là rắc rắc tuyết nhân tạo lên thôi, mình bóp xốp, bóp xốp. Trang trí thêm tuyết cho nó thêm phần đẹp một chút. Bây giờ thì hang đá đã cơ bản hoàn thành, trang trí bên từ trang trí bên ngoài đi dây đèn trang trí làm mà hiệu ứng tuyết. Ở trong bên trong hang đá thì bày rơm rạ bông tuyết, đồ cỏ xanh và đặt tượng chú Hai Đồng, chú Định Thánh Gia, chiến thần và mò lửa. Cũng buổi tối bật đèn lên để coi như thế nào. Giờ thì cắm điện để xem hệ thống đèn hoạt động có tốt không. Thì thấy đèn đóm hoạt động cũng rất là ok. Như vậy là phần thực hiện trang trí hang đá đón Giáng sinh 2022 đã hoàn thành. Chúc mọi người xem clip vui vẻ và cầu chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Thank you.